Ủa. Hai đường hai bên. Qua bên này thử trước. Ý, không có gì hết. Ồ. Đường này đi đâu đây? Ủa? À, phải mở cửa bên này rồi, ok. Hello. Hello. Ủa, nó rắc rối à? Đúng là màn cuối các bác. Có đi vậy nổi. Bắt đầu. Rồi. Rắc rối à? Thử qua đây đi. Chết. À, phải mở chỗ này nữa. Yeah, rối nha. Rồi xong. Chỗ này không đi được. Rồi bắt buộc phải đi bên này. Mê cùng giờ phải đi xuống màu xanh để mở màu đỏ chắc luôn. Ôi da, phải đi qua màu xanh này. Ây da, không được. Để sai gì rồi à. Ừ, chưa coi nè. Giờ nếu đi lên à. Màu đỏ này đâu có đi được. Màu đỏ này không đi được luôn, bắt buộc phải đi màu xanh lại. Màu xanh lại nó trả mình lại chỗ cũ. Không lẽ là như vậy ta? Giờ chỗ này đâu có đường nào đi nữa. Đó, qua đây tất cả đều bị kẹt hết rồi. Rồi, thử. Anh chủ. Căng à? Cái màu đỏ này khóa luôn rồi. Anh đâu? Lại còn có vụ mở cái này để được cái kia nữa hả? Rồi xong giờ mới trở ngược lại này. Nghiền trí tuệ vãi. Vậy chưa? Ok. Đã thông. Không có gì hết. À.
Trên này có gì không ta? Đấy, lừa bố à, nghi nghi rồi. Bắt đầu. Đu. Giải mã chỗ này nữa hả? Này là gạt cái máy này đi lên đi xuống. Ok, dạo không cách nào hết. Quay ngược trở lại. Cầm cục này. Đâu rồi, xuống đây. Ủa? Ủa? Cho nhau à? Không đúng rồi đó. Chỉ lên mới xuống nó thôi. Chỉ có gạt lên gạt xuống vậy thôi thì làm sao được nhỉ? À không đã, ủa, cầm queen lên đây á. Có ý nghĩa gì đâu. Cầm queen lên đó đâu có ý nghĩa gì đâu. Khó nhỉ. À rồi rồi rồi, hiểu hiểu hiểu. Phải đưa con Win qua đây trước. Rồi giờ cái này mới xuống dưới. Bắt đầu. Xuống dưới cùng luôn. Hiểu rồi đó. Ơ giờ mới gạt xuống cây nữa. Thôi đừng có lên. Đủ khó hiểu vậy. Đây mới đúng à? Đây mới đúng, đây mới đúng. Rồi. Giờ gạt xuống qua kia đá quay vào đây rồi, ok, xong. Giờ này còn data disk thì nó không biết. Data disk với data chim thì mới biết. Không đúng nữa đi. Ngon lành.
Ok, xong. Rồi, học thêm skill nữa thôi. 5.000 tiền. Unlock. Toàn bộ tập trung vào đấy hết. Unlock luôn. Unlock luôn. Còn một dish. Khoan là không có gì hết. Đây khoan từ repair đó. Sẽ chốt cái nào. Ủa nó bị cái gì vậy ta? Sao nó hiện lên? Kiểm chưa ra. Rồi ok. Lại bài toán ống nước tiếp. Đấy như phải dùng khoan. Ấy da. Game này nó bắt mình là phải rành mọi mọi thứ luôn, không chỉ chơi một thứ. Rồi sao nữa? Cái gì vậy? Sai rồi. Vậy mới đúng á. Thôi, hồi máu đã. Ê! Gì kìa? À, hiểu rồi. Ồ, nó bắt mình đi trở ngược lại à? Tiếp tục. Có nhàn đấy. Vào đây núp đã. Hay quá, bà lan xít nha.
may quá. Là may mắn. Nào nghĩ ra cái map này hay thiệt. Nhìn đẹp ghê. Game này vậy mà ít người chơi. Ok, đã mở được cái khóa thứ hai. Ở trên này có gì đó. Mình đâu có quái trong này ấy nhỉ? Ôi dạ. Làm bình máu đã. Hết rồi. Cơ chế cũng gớm nhờ. Ôi, thôi. Lên. Hay quá. Ủa, data disk nằm tại bên kia. Trời ơi. Hay quá. Ok. Bye bye. Em đi ra đây. Repair for battle.